tay thật lớn quá quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sau vòng một ca khúc tiếp theo, một ca khúc cực kỳ là sôi động. Ca khúc này thì chúng ta sẽ được du ngoạn rất là nhiều danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam. Ca khúc được mang tên Việt Nam những chuyến đi. Xin mời cùng lắng nghe. Cảm ơn ca sĩ Hà Đức Tâm, The Voice và Vũ Đoàn đã cùng gửi đến chúng ta những bài hát rất trẻ và rất nhiều năng lượng, khai mở trong niềm vui của du khách bốn phương đến với những điểm đến mới ở Việt Nam chúng ta, trong đó có Hà Nội tuyệt diệu của chúng ta. Và thưa quý vị các bạn thân mến, bây giờ là lời khắc mà Lê Anh trân trọng được mời lên sân khấu các vị đại biểu khách quý. Chúng ta sẽ đánh dấu thời khắc chính xác là chúng ta khai mạc Get On Hà Nội 2023, chương trình Hà Nội chào đón du lịch của năm 2023. Chúng tôi trân trọng kính mời lên vị trí danh dự sân khấu này để cùng thực hiện nghi thức thả bóng lên bầu trời và cùng trao gửi những điều hy vọng, những tuyệt vời mới trong một mùa du lịch mới của chúng ta. Xin được trân trọng kính mời bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Kính mời bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hà Nội. Kính mời bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Kính mời ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội. Xin kính mời bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch thành phố Hà Nội
và kính mời ông Trịnh Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, xin mời 6 vị lên vị trí danh dự bên cạnh những chùm bóng bay rực rỡ của chúng ta. Trên tay quý vị sẽ là những chiếc kéo, và sau khi chúng ta đếm ngược từ 5 cho đến 1 thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chính thức cắt bóng để những quả bóng được bay lên bầu trời, thả theo đó những ước vọng và những cam kết của tất cả chúng ta về một mùa du lịch mới của Hà Nội rực rỡ, đa sắc, sáng tạo, bay bổng và thật nhiều trải nghiệm cho du khách muôn phương. Xin mời quý vị đứng gần những quả bóng của mình ạ. Và quý vị có thể đứng về bên cùng một bên bên phải của quả bóng chẳng hạn, để chúng ta cùng có bức hình thật là đẹp ạ. Và chúng tôi xin phép quý vị cùng đứng về bên phải rồi. Sau đó thì chúng tôi xin phép quý vị đếm ngược từ 5 đến 1. Và khi mà bắt đầu thì quý vị sẽ cùng nhau cắt bóng. Sẵn sàng. Quý vị có thể cắt từng quả bóng cũng được ạ, hoặc cắt cả chùm cũng được, tùy quý vị làm sao cho cái thời khắc này thật nhiều trải nghiệm thú vị của du khách. Các bạn thân mến, quý vị khán giả xung quanh, hãy cùng đếm ngược với tôi nhé. Chúng ta đếm từ 5 cho đến 1 nhé. Sẵn sàng và nhìn thấy bầu trời nhé. Quả bóng bay sẽ mang theo rất nhiều ước mơ cho du lịch Hà Nội cất cánh. Chuẩn bị. 5 giây đếm ngược, bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Chúng ta cùng chúc cho Hà Nội tiếp tục phát triển về du lịch với nhiều sản phẩm hấp dẫn, đổi mới, sáng tạo, tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới, xứng đáng với danh hiệu mà The World Travel Awards đã từng trao tặng, điểm đến du lịch thành phố hàng đầu trên thế giới. Thưa quý vị, thời khắc thật nhiều lãng mạn với những trái bóng nhiều màu sắc đã bay lên bầu trời thủ đô, đánh dấu thời khắc chúng ta chính thức khai mạc mùa du lịch mới cho Hà Nội 2023. Bây giờ sẽ là một tiết mục nghệ thuật đặc biệt để chào mừng cho thành công này. Chúng tôi muốn mời quý vị thưởng thức một tiết mục rất trending. Và tôi tin rằng vũ điệu trẻ trung này, sống động này được ban tổ chức biên đạo và làm mới sẽ là một lời chào hấp dẫn của Hà Nội tới bạn bè trong nước quốc tế trong năm mới này. Mời quý vị đến với tiết mục Dan Remix Hà Nội Yêu.
cảm ơn vũ đoàn BMG. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hình ảnh này xứng đáng để lưu lại đúng không ạ? Rất trẻ trung. Lên không dám đứng gần nữa cơ. Bởi vì là các bạn ấy quá trẻ trung. Vỗ tay một lần nữa cho vũ đoàn BMG. Thank you. Và bây giờ các bạn hãy xuống phía dưới kia và chuẩn bị một đội hình sẵn sàng. Ngay bây giờ, Get On Hà Nội 2023 xin mời tất cả các vị đại biểu, khách quý, các nghệ sĩ và quý vị du khách. Chúng ta hãy cùng đồng hành để diễu hành một đoạn thật là đặc biệt từ đây cho đến Đền Ngọc Sơn, để chúng ta thể hiện một sự quyết tâm đồng hành giúp cho Hà Nội chúng ta khai mở một mùa du lịch 2023 thật nhiều thắng lợi mới. Trước tiên chúng tôi xin mời các vị đại biểu khách quý dẫn đầu đoàn chúng ta tiến về phía trước ạ, lại gần với vũ đoàn Let Bay. Sau đó xin mời các bạn nghệ sĩ, các diễn viên, các sinh viên du lịch của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, các bạn khán giả sẽ đồng hành, có thể diễu hành một đoạn đường rất ý nghĩa để chúng ta cùng truyền thông, cùng góp cho Hà Nội một tiếng nói rằng Hà Nội luôn sẵn sàng và hơn cả sẵn sàng đón tiếp bạn bè muôn phương trong nước, quốc tế đến với chúng tôi trong mùa du lịch mới của năm nay 2023. Xin mời quý vị